Hy vọng rằng tình trạng này sẽ sớm được cải thiện để những hoàn cảnh đau lòng như là gia đình bé Phạm Thị Nhung trong phóng sự vừa rồi sẽ không còn nhiều nữa. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin đáng chú ý khác. Vào tối ngày hôm qua tại thành phố Hồ Chí Minh, chiếc bánh mì baguette có chiều dài 135 m của siêu thị Sài Gòn thuộc Tổng công ty Thương mại Sài Gòn đã được xác lập kỷ lục bánh mì dài nhất Việt Nam. Hàng trăm người dân thành phố Hồ Chí Minh đã trực tiếp chứng kiến toàn bộ quy trình nướng bánh và cùng thưởng thức ổ bánh mì kỷ lục này. Chiếc bánh được làm từ 150 kg bột mì, 2 kg men, 2 kg muối, 2 kg phụ gia, 8 kg bơ và 106 lít nước do 9 người thợ chính và 27 người thợ phụ thực hiện trong vòng 3 giờ. Bánh được đặt lên trên 4 vỉ sắt, mỗi vỉ dài 35 m. Công đoạn nướng chiếc bánh mì dài kỷ lục không khác biệt nhiều so với những chiếc bánh mì bình thường. Sau khi ủ cho bột nổi lên thì đem ra khuôn nướng, cứ 15 phút thì thăm bánh một lần. Hàng trăm khách tham quan được chứng kiến trực tiếp toàn bộ quy trình nướng bánh và dùng thử. Và tối cùng ngày thì sau khi đo đạc, đại diện tổ chức kỷ lục Việt Nam đã xác lập với chiều dài 135 m. Đây là chiếc bánh mì dài nhất Việt Nam.